Và chắc chắn với sự có mặt của Hà Đức Chinh thì lối chơi của U22 Việt Nam cũng sẽ trở nên biến ảo hơn. Và lúc này tiếng còi của trọng tài ông Majed Mohamed đã cho hiệp đấu thứ hai được diễn ra. Ở trong hiệp đấu thứ hai này thì U22 Việt Nam bảo vệ phần sân phía bên tay phải và phần sân đối diện là của U22 Indonesia. Ở trong hiệp đấu đầu tiên thì sai lầm của Bùi Tiến Dũng đã mang đến cơ hội cho U22 Indonesia mở được tỷ số của trận đấu nhờ công của Shani Rizky. Sau bàn thắng của Shani Rizky thì U22 Indonesia đã trở về lối chơi sở trường, đó là phòng ngự phản công. Đoàn Văn Hậu. Ở trong những phút cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên thì lối chơi của U22 Việt Nam đã trở nên có phần mạnh dạn hơn. Họ cũng tạo ra những cơ hội nhất định về phía khung thành của Nadio và đáng kể nhất đó chính là pha dứt điểm từ xa của Trọng Hoan. Văn Hậu đưa chuyền dài, đó là pha xử lý của Thanh Thịnh. Chắc chắn là bước vào hiệp đấu thứ hai này thì các học trò của Siafri vẫn sẽ trung thành với lối chơi phòng ngự phản công. Đây là trận đấu thứ ba liên tiếp mà U22 Indonesia đã mở tỷ số trận đấu. Osvaldo Hay. Ở trong hiệp đấu đầu tiên thì Osvaldo Hay đã không có bất kỳ pha dứt điểm nào về phía khung thành của Tiến Dũng. Quang Hải. Thành Trung. Mỗi khi để mất bóng thì chúng ta cũng thấy là ngay lập tức U22 Indonesia đã lùi rất nhanh về phần sân nhà. Hoàng Đức. Ở hiệp đấu đầu tiên thì những pha tấn công chính của U22 Việt Nam đó là bên hành lang cánh phải với Hồ Tấn Tài. Nhưng đáng tiếc là Hồ Tấn Tài đã không có những đường truyền tốt vào trong. Hùng Dũng. Tiếp tục là những đường truyền dài vào vòng 16m50 của U22 Indonesia. Tấn Sinh. Thành Trung. Bộ ba trung vệ Tấn Sinh, Thành Trung và Văn Hậu cũng đã có mặt bên phần sân đối phương. Quang Hải. Bước vào hiệp đấu thứ hai này thì Quang Hải đang một pha để mất bóng rất đáng trách của Văn Hậu. Cơ hội phản công dành cho Indonesia. Sadin. Trong thế trận đang có phần khó khăn, hàng phòng ngự của U22 Việt Nam cần phải hạn chế những sai lầm cá nhân. Không kịp. Tình huống dâng lên vừa rồi là của Sadin. Hạ Đức Chinh. Thanh Thịnh. Một pha lên bóng nhanh của U22 Việt Nam. Thêm một lần để mất bóng rất đáng tiếc của đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo. Đây là Shani Rizky. Đường truyền quá sâu cho đồng đội Osvaldo. Nếu như giành trọn 3 điểm trong ngày hôm nay thì chắc chắn là U22 Indonesia sẽ giành tấm vé đầu tiên của bảng B vào chơi vòng bán kết. Và nếu như phải nhận trận thua thì hai trận đấu tiếp theo của U22 Việt Nam sẽ rất khó khăn. Hãy được kinh đưa chuyền Tiến Linh. Pha xử lý rất bình thường của Tiến Linh. Quá đáng tiếc cho pha dứt điểm của Quang Hải. Một cú đá bằng chân trái chân thuận. Nhưng pha dứt điểm lại không khó với Nadio. Ngay sau khi vào sân thì Hà Đức Chinh đã tạo ra được một tình huống lên bóng rất đáng quan tâm của U22 Việt Nam. Tiến Linh vừa rồi đã có pha làm tường tốt
để chuyền ra rất vừa tầm cho Quang Hải. Tổng thấy rằng là những dự đoán ngay từ đầu trận cũng đã có phần chính xác khi mà hàng phòng ngự của U22 Indonesia mặc dù đang chơi khá chắc chắn nhưng họ cũng chỉ chủ yếu chơi phòng ngự theo khu vực, không theo kèm người quá sát. Ở tình huống vừa qua thì Tiến Linh đã có đủ thời gian và không gian để khống chế bóng và thực hiện đường truyền cho Quang Hải. Và các học trò của Park Hang Seo sẽ cần phải khai thác thêm yếu tố này nhiều hơn nữa. Ngoại trừ tình huống dứt điểm của Hùng Dũng trong hiệp 1, mặc dù đó không phải là cú đá đi chính xác nhưng cũng buộc thủ thành Nadio phải gặp khó khăn trong việc bay người cản phá. Đến thời điểm này, đội bóng huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa có nhiều pha uy hiếp khung thành của thủ môn bên phía U22 Indonesia. Văn Hậu, Hùng Dũng, Thành Trung, Văn Hậu. Gần như toàn bộ các cầu thủ áo đỏ đang đứng ở bên phần sân của U22 Indonesia. Đây là Hùng Dũng. Quang Hải. Hà Đức Chinh. Và chạy chắn rất tốt của Hoàng Đức. Một quả phạt góc dành cho đội tuyển U22 Việt Nam. Sẽ là Hùng Dũng thực hiện quả phạt góc này. Hùng Dũng đã có được bàn thắng đầu tiên tại kỳ SEA Games 30 vào lưới của U22 Lào. Tài đã có đôi lời nhắc nhở với số 15 Sadin Ramdani. Và đá bóng của thủ môn Nadio. Hoàng Đức. Đây là Thanh Thịnh. Tranh chấp của Hà Đức Chinh. Hùng Dũng. Vẫn là quyền kiểm soát bóng của các cầu thủ U22 Việt Nam. Quang Hải. Hùng Dũng. Đây là Thanh Thịnh. Văn Hậu. Văn Hậu đã bị đẩy từ phía sau. Đó là tình huống phạm lỗi của số 20 Osvaldo Hay. Tiếp tục sẽ là Đỗ Hùng Dũng thực hiện tình huống cố định cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Và chạy bóng hướng về khung thành của U22 Indonesia. Văn Hậu.
Đó là tình huống hỗ trợ tấn công tốt của số 15 Sadin Ramdani. Trọng Hoàng, Văn Hậu, Quang Hải, Hà Đức Chinh. Các hậu vệ của U22 Indonesia chơi áp sát rất nhanh, mặc dù họ đang chơi phòng ngự khu vực và không theo kèm sát người, nhưng mỗi khi đối phương cầm bóng thì các cầu thủ U22 Indonesia liên tiếp áp sát. Hùng Dũng, có thể nói rằng vào lúc này các cầu thủ U22 Indonesia đang xây dựng chiếc xe buýt 2 tầng ngay trước khung thành của thủ môn Nadio. Thanh tịnh, khá đáng tiếc khi vừa rồi trọng tài xác định bóng đã chạm tay của Thanh Thịnh, hậu vệ đang chơi cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Ở hiệp 2 này thì bóng được dồn sang cánh trái của Đỗ Thanh Thịnh khá nhiều. Tại SEA Games 30 lần này thì Thanh Thịnh giữ vai trò là đội phó của U22 Việt Nam. Hoàng Đức, Thanh Thịnh, và pha bóng rất quyết đoán của số 13 đó là Rashmat. Điều mà các học trò huấn luyện Park Hang-seo đang làm được đó là vẫn bố trí một sơ đồ chiến thuật đề cao sự an toàn, hạn chế tối đa những tình huống phản công nguy hiểm đến từ các cầu thủ U22 Indonesia. Hùng Dũng, Hà Đức Chinh, và quay người sẽ có thêm thẻ vàng dành cho U22 Việt Nam và dành cho Hà Đức Chinh. Xoay người của số 16 Sani Rizky là người đã mở tỷ số cho các cầu thủ U22 Indonesia trong hiệp 1. Hà Đức Chinh cũng đã rất nỗ lực để lùi về áp sát đối phương. Trước khi phạm lỗi thì Hà Đức Chinh đã có tình huống xử lý hơi chậm và để mất bóng vào chân của cầu thủ Indonesia. Chúng ta cũng thấy là ở bất kỳ thời điểm nào và với một đội hình như thế nào thì bóng đá Indonesia vẫn luôn tạo ra những khó khăn cho bóng đá Việt Nam tại các kỳ SEA Games. Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á thì đội tuyển Việt Nam đã có một màn trình diễn phải nói là rất thuyết phục ngay trên sân của đội tuyển quốc gia Indonesia. Nhưng ngày hôm nay thì ở cấp độ U22, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Khi mà đối phương đang chơi phòng ngự với số đông thì những pha lên bóng của đội tuyển U22 Việt Nam đang thiếu đi một sự đột biến. Chúng tôi nhận thấy là trong những phút đã qua thì tốc độ trong các pha lên bóng của U22 Việt Nam đã có lúc được đẩy cao, nhưng như vậy là vẫn chưa đủ. Thêm một cơ hội phản công dành cho U22 Indonesia. Đây là Junfiandi. Tình huống can thiệp rất kịp thời của Huỳnh Tuấn Sinh. Văn Hậu. Ở trong hiệp đấu thứ hai này thì cơ hội duy nhất của U22 Việt Nam vẫn đến từ pha dứt điểm của Quang Hải. Tiến Linh vẫn đang gặp khó khăn trước sự theo kèm rất sát của hai trung vệ đó là Andy Giotto và Bagas Adi.
trong tay của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn còn có những tiền vệ có khả năng tạo ra được sự đột biến như là Triệu Việt Hưng hay là Trọng Hoàng. Hùng Dũng. Hà Đức Chinh, pha đánh góc rất vừa tầm với Trọng Hoàng, đưa chuyền thôi. Đức đang tiêu cho pha bằng vào dứt điểm vừa rồi. Đã có những khoảng trống ở trong vòng 16m50. Tiếp tục là Trọng Hoàng, đi bóng rất lắc léo, thêm một đưa chuyền. Một phút đã qua thì những pha lên bóng của U22 Việt Nam đã thực sự khiến cho đối phương gặp rất nhiều khó khăn. Và đó là điều mà U22 Việt Nam cần phải duy trì trong những phút tiếp theo, cần phải tạo ra áp lực liên tục lên khung thành của Nadio. Sau khi Hà Đức Chinh vào sân thì chúng ta sẽ cùng kỳ vọng vào khả năng chọn vị trí và chọn điểm rơi rất tốt của tiền đạo đang đầu quân cho SHB Đà Nẵng. Đức Chinh, Quang Hải, pha xử lý của Quang Hải đã không thể vượt qua được Osvaldo Hay. Hải Đức Chinh, sau khi vào sân thì Hải Đức Chinh đã hoạt động rất rộng và cùng với đó là một lối chơi phải nói là tích cực. Văn Hậu, khung thành của Nadio vẫn đang đứng vững. Thêm một pha cắt bóng phải nói là chủ động của Thành Trung. Đoàn Văn Hậu, Hoàng Đức. Từ đầu trận đấu thì U22 Việt Nam hiếm khi có những pha tấn công trung lộ, mà thay vào đó là những pha triển khai hai bên cánh. Cô đã đau vào. Đó là Thành Trung, tỷ số được các bạn màu đau. Đó là những gì mà tất cả chúng ta đang chờ đợi trong hơn 60 phút vừa qua của trận đấu. Niềm tin đã trở lại trên các khán đài và với toàn thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nếu như trong hiệp 1 chúng ta có rất nhiều những tình huống phạt góc không mang lại hiệu quả, thì ở lần này bộ đôi của câu lạc bộ Hà Nội, Hùng Dũng và Thành Trung đã mang về bàn gỡ hòa 1-1. Một thời điểm hết sức quan trọng để đội tuyển U22 Việt Nam có được bàn thắng gỡ hòa. Bây giờ thì chắc chắn rằng tất cả người hâm mộ của Việt Nam đang sống dậy sự hy vọng, niềm tin. Vừa rồi cũng là bàn thua đầu tiên của U22 Indonesia tại kỳ SEA Games lần thứ 30 này. Và một lần nữa thì với chiều cao rất tốt của hàng phòng ngự thì Văn Hậu đã chạy chỗ rất hay để lôi kéo và trao cổ cho Thành Trung. Một pha chọn điểm rơi rất tuyệt vời. Một bàn thắng phải nói là rất quan trọng của Thành Trung. Và một lần nữa chúng ta được thấy các đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo luôn biết cách để vượt qua khó khăn. Một đều rồi. Thêm một tình huống mà Bùi Tiến Dũng đã khiến cho chúng ta cảm thấy đứt thót tim. Cần phải hạn chế những sai lầm cá nhân không đáng có. Như vậy là bên phía Indonesia đã có sự đổi người đầu tiên, Igi Vicky đã vào sân. Ngay sau khi Thành Trung cân bằng tỷ số 1-1 thì Bùi Tiến Dũng lại có một pha xử lý phải nói là
gây ra cho chúng ta một sự khó tìm. Cuối cùng thì những nỗ lực của U22 Việt Nam đã được đền đáp xứng đáng. Thời gian của trận đấu vẫn còn rất dài và vẫn còn nhiều cơ hội để cho U22 Việt Nam tìm kiếm thêm bàn thắng vào lưới của Nadeo. Chắc chắn là kể từ thời điểm này thì về mặt tinh thần, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ là những người tốt hơn. Thanh Thịnh, Hà Đức Chinh. Rất đáng tiếc cho đường truyền vừa rồi của Thanh Thịnh đã không đến được vị trí của Hoàng Đức. Như vậy là sau rất nhiều những quả phạt góc thì cuối cùng U22 Việt Nam cũng đã tận dụng thành công. Khi mà đội tuyển U22 Việt Nam đã có được bàn thắng gỡ hòa 1-1 thì cũng là thời điểm mà các cầu thủ U22 Indonesia buộc phải có sự điều chỉnh. Điều đó được thể hiện ở cách thay người huấn luyện viên Indra Syafi, thì ông buộc tung cầu thủ mang áo số 10 đó là Egi Maulana vào sân. Đây là cầu thủ đang chơi bóng ở đất nước Ba Lan trong áo của câu lạc bộ Legia Gdansk. Egi Maulana cũng đã có cho mình một bàn thắng và đó là bàn thắng vào lưới của U22 Thái Lan ở trận đấu ra quân của họ. Hà Đức Chinh, hai chiếc áo đỏ, trọng tài thổi phạt số 20 Osvaldo và đẩy sầu đối với Thành Trung. Trước trận đấu này thì Thành Trung đã được huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ bảo riêng về cách để theo kèm đối với các cầu thủ tấn công của U22 Indonesia. Đó cũng là điều dễ hiểu khi Thành Trung và lúc này đang được xếp đá trung vệ giữa, một vị trí rất quan trọng. Quả ném biên cho các cầu thủ U22 Indonesia. Chúng ta thấy là một hình ảnh rất đẹp trên các khán đài sân Rizal Memorial. Niềm tin đã trở lại và sức sống cũng đang trở lại với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn xứng đáng có được bàn thắng gỡ hòa. Thời gian thi đấu trên đất vẫn còn rất nhiều và vẫn còn nhiều cơ hội để đội bóng huấn luyện viên Park Hang-seo có thể tìm kiếm bàn thắng ấn định chiến thắng này. Một bàn thắng quan trọng để vượt lên và tiếp tục giúp cho đội tuyển U22 Việt Nam chiếm thế thượng phong ở bảng B. Văn Hậu, Hoàng Đức và xử lý rất điềm tĩnh của Hoàng Đức. Không được, đường truyền vừa rồi là của Văn Hậu cho Hùng Dũng. Egi cũng mở bóng rất tốt của Egi cho Sadin Ramdani. Cũng bọc lót rất tốt của Trọng Hoàng. Thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo hiện tại, các cầu thủ buộc phải đối diện với nguy cơ vì những vết chảy xước ngoài da rất nhiều. Đây là phút thứ 70 màn so tài U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Trước sức ép rất lớn đến từ các cầu thủ áo đỏ thì hiện tại có lẽ thầy trò huấn luyện viên Indra Syafri đang buộc phải đẩy cao đội hình hơn nhằm giành lại quyền kiểm soát bóng nhiều hơn. Lỗi thuộc về Đoàn Văn Hậu đối với Egi Maulana. Trước khi bước vào trận đấu với U22 Indonesia thì hàng công
của U22 Việt Nam đã chơi ấn tượng với 12 bàn thắng vào lưới của Lào và Brunei. Nhưng ngày hôm nay thì bàn thắng của Thành Trung đến từ một hậu vệ có một vai trò rất quan trọng. Tiến Linh, cơ tấn công dành cho U22 Việt Nam vẫn là Tiến Linh. Nhưng rất đáng tiếc là Tiến Linh đã phạm lỗi với đối phương. Đã có những tình huống nóng nảy xảy ra không đáng có. Đây là thời điểm mà chúng ta đã tìm được bàn san bằng tỷ số và cần phải chơi một cách bình tĩnh hơn. Có thể đây cũng là một cách, một trong những phương pháp của thầy trò huấn luyện viên Indra Seafree muốn gây hấn với các cầu thủ U22 Việt Nam để gây ức chế cho các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đây không phải là lần đầu tiên mà hình ảnh này diễn ra, và nó cũng đã từng xảy ra trong trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Singapore. Những phút cuối trận khi các học trò của huấn luyện viên Fandi Ahmad, U22 Singapore đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng, thì các cầu thủ U22 Indonesia cũng đã có một phương pháp tương tự như biện pháp vừa qua họ làm đối với Tiến Linh. Hành động khiêu khích được khởi xướng đến từ đội trưởng Andy Setio. Chúng ta đã thấy rõ được ở pha quay chậm, Tiến Linh đã cho thấy được sự quyết tâm rất lớn của mình với tình huống đi bóng va chạm với đến hai chiếc áo trắng. Và ngay lập tức đội trưởng Andy Setio đã lao vào. Hy vọng rằng các cầu thủ U22 Việt Nam vẫn sẽ giữ được cái đầu lạnh, bởi vì trước mắt các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo, ta vẫn cần phải tìm được một bàn thắng. Harry Kane, vẫn là Harry Kane. Hoàng Đức, pha xử lý rất dẻo của Hoàng Đức. Văn Hậu, Hoàng Đức được bóng vào, bóng không đến được cái đầu của Harry Kane. Văn Hậu, bây giờ là Tấn Sinh, bóng vẫn đang được vận chuyển khắp mặt sân và vẫn lăn trên phần sân của U22 Indonesia. Hùng Dũng, Văn Hậu, Hoàng Đức rất tốt và thoát người. Quang Hải, không phải, đó là Hùng Dũng, cú đá ngay của tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội. Sẽ có thêm một tình huống phạt góc cho các cầu thủ áo đỏ U22 Việt Nam. Sẽ tiếp tục là Hùng Dũng với tình huống đá phạt góc của mình. Đây cũng là vị trí đá phạt góc đã mang về bàn thắng, gỡ hòa cho U22 Việt Nam. Bây giờ sẽ là lúc mà các cầu thủ U22 Indonesia sẽ phải dè chừng những cầu thủ cao lớn của U22 Việt Nam. Đó là tình huống bắt vô lưới sống của Hoàng Đức. Cho đến thời điểm này thì những pha xử lý của Hoàng Đức vẫn đang mang lại những cảm giác rất tốt. Nhưng điều quan trọng rõ ràng đó là những quả đá phạt góc của Hùng Dũng rất biến hóa. Ngay sau bàn thắng của Thành Trung thì ở quả đá phạt góc tiếp theo anh không đá vào. Thay vào đó là một tình huống đã hướng ra ngoài cho Hoàng Đức có pha dứt điểm. Osvaldo Hay, pha lên bóng của U22 Indonesia. Văn Hậu theo kèm rất sát với Eggy. Khoảng trống,
Đường truyền của Asnawi đã không thể vượt qua được Hoàng Đức. Những pha xử lý phải nói là rất mềm mại của tiền vệ đang chơi cho Vitel. Thêm một sự đổi người của U22 Indonesia. Người rời sân là Dodi. Dodi rời sân để nhường chỗ cho Harris. Người vào sân đó là Nuhi Dayas, Haji Harris bên phía U22 Indonesia. Sự đổi người thứ hai của huấn luyện viên ông Indra Siafri. Khi mà nhận thấy những pha tấn công của U22 Việt Nam đang khoét vào cánh của Dodi thì lập tức ông đã có những sự điều chỉnh. Giờ đây thì U22 Việt Nam đang chơi tấn công dựa vào những tình huống cố định và vẫn là hùng dũng. Chúng ta lại có quyền được hy vọng vào những pha bóng từ hùng dũng. Đường truyền đâu? Đó là pha cắt mặt của Thành Trung. Những pha lên tham gia không chiến của Thành Trung đang để lại những ấn tượng nhất định ở trong trận đấu ra quân với U22 Brunei. Thì Thành Trung cũng đã có một pha lên tham gia tấn công và mang về bàn thắng nâng tỷ số lên 5-0. Nhưng sau đó thì Thành Trung đã nói rằng đó là bàn thắng của Hà Đức Chinh. Và cũng nhờ bàn thắng đó mà Hà Đức Chinh đã có cú poker ở ngày ra quân của U22 Việt Nam. Hùng Dũng. Hoàng Đức. Rõ ràng với U22 Indonesia thì trận đấu này dừng lại với một tỷ số hòa cũng là một thành công với thầy trò của ông Siafri. Ở hai trận đấu cuối cùng thì Indonesia chỉ gặp những đối thủ được xem là yếu nhất bảng B. Đó là U22 Brunei và U22 của Lào. Trong khi đó thì ở trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ tư, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ so tài với U22 Singapore. Huỳnh Tấn Sinh. Hoàng Đức. Cú đá từ xa. Đó là một cú đá chân đầy bất ngờ của Hùng Dũng. Ở trong hiệp đấu thứ hai này thì vai trò của Hùng Dũng đã thực sự phát huy. Anh không chỉ là người cầm nhịp, không chỉ là người kiến tạo mà Hùng Dũng giờ đây còn tạo ra được sự bất ngờ từ những pha dứt điểm của mình. Rõ ràng chúng ta cũng thấy được là vẻ lo lắng đến từ thủ môn Nario của U22 Indonesia. Sức ép rõ ràng là đang rất lớn ở khu vực 16m50 của thủ môn bên phía U22 Indonesia. Tiếp tục sẽ là một tình huống phạt góc bên góc trái dành cho Hùng Dũng. Bóng đã được phá ra. Trọng Hoàng. Hùng Dũng. Đó là một quả tạt thấp của Hùng Dũng. Trọng Hoàng. Và lúc này U22 Indonesia chỉ đang cắm một mình số 10, đó là Egi Maulana ở phía trên. Đoàn Văn Hậu. Quang Hải. Phút thứ 80. Tiếp tục là Quang Hải. Hùng Dũng. Thanh Thịnh. Vẫn là cách phối hợp với nhau rất kiên nhẫn của các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Văn Hậu.
chuyền của Thanh Thịnh cho Hà Đức Chinh. Sự thay đổi người cuối cùng trong trận đấu này của các cầu thủ U22 Indonesia. Cầu thủ rời sân đó là số 16 Sani Rizky, người đã mở tỷ số trận đấu cho U22 Indonesia. Và vào sân là số 17 Ziarian. Ở hai trận đấu với U22 Thái Lan và U22 Singapore thì cầu thủ số 17 Ziarian đều ra sân ngay từ đầu. Đây là Tiến Linh. Vẫn còn Tiến Linh. Văn Hậu. Bóng đang được tập trung bên hành lang cánh trái rất nhiều. Quỳnh Tấn Sinh. Đấu tiếp theo gặp U22 Singapore thì đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp tục được chơi tại sân đấu vào lúc này, sân Visan Memorial. Hoàng Đức. Trọng Hoàng. Hoàng Đức. Số đồng rất khó khăn của các cầu thủ U22 Indonesia. Nhiệm vụ vào lúc này của các cầu thủ U22 Việt Nam là phải tìm ra được khoảng trống. Được chuyền của Hùng Dũng. Bây giờ sẽ là thời điểm những phút quyết định cho kết quả của trận đấu này. Huỳnh Tấn Sinh đang là cầu thủ bị đầu. Đây là lần thứ hai tại SEA Games 30 năm 2019 Huỳnh Tấn Sinh phải nằm sân. Trước thêm SEA Games 30 thì Huỳnh Tấn Sinh cũng đã gặp phải một chấn thương khá nặng. Chấn thương ở phần xương sườn. Và suýt nữa đã phải bỏ lỡ kỳ SEA Games tại Philippines này. Ở trận đấu ra quân gặp U22 Brunei thì Tấn Sinh tiếp tục gặp phải một chấn thương ở mắt cá chân. Ở kỳ SEA Games 30 thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định không bổ sung bất kỳ một trung vệ nào trên 22 tuổi. Hùng Dũng. Văn Hậu. Cho đến lúc này thì hai cái tên trên 22 tuổi là Trọng Hoàng và Hùng Dũng vẫn đang khẳng định là những sự lựa chọn rất hợp lý đến từ huấn luyện viên người Hàn Quốc. Hoàng Đức. Hùng Dũng phối hợp với Quang Hải. Quang Hải. Tiến Linh vẫn chưa thể ra chân để tung ra cú sút. Rất đông những chiếc áo trắng vây quanh khu vực 16m50. Các cầu thủ U22 Indonesia đang buộc phải chơi tử thủ bởi vì sức ép dồn về khung thành của họ là rất lớn vào thời điểm này. Phút thứ 85 rồi. Văn Hậu. Thanh Thịnh cần phải điều bóng nhanh hơn. Chúng ta vẫn đang được chứng kiến những pha phối hợp có sự kiên nhẫn rất lớn đến từ các cầu thủ áo đỏ U22 Việt Nam. Văn Hậu.
Hải Đức Chinh, đây là Quang Hải. Có cảm giác như Quang Hải đã phần nào bị quá tải tại SEA Games lần này. Đội trưởng World Mai Việt Nam đã chờ rất nhiều trận đấu rồi, cho Trọng Hoàng. Và phát xuống quen thuộc của Trọng Hoàng, nhưng đường truyền dành cho anh là hơi sâu. Sự thay đổi người bất đắc dĩ của huấn luyện viên Van Hang Seo, trung vệ Đức Chiến là người vào thay cho Huỳnh Tấn Sinh. Hy vọng rằng chấn thương mà Huỳnh Tấn Sinh đang gặp phải không quá nặng, và anh vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các đồng đội của mình ở những trận đấu tiếp theo. Và gần nhất sẽ là màn so tài gặp U22 Singapore. Còn những phút cuối của trận đấu thì chúng ta hy vọng vào một chiến thắng cho U22 Việt Nam để có thể có được quyền tự quyết ở những trận đấu tiếp theo. Nhưng nếu như có được kết quả hòa thì buộc ở những trận đấu tiếp theo thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải đặt mục tiêu là giành chiến thắng cả hai trận đấu còn lại. Văn Hậu, Đức Chiến, đường truyền hơi non của Đức Chiến. Như vậy vào lúc này thì cả ba cầu thủ thuộc biên chế của Viettel trong thành phần U22 Việt Nam là Trọng Hoàng, Đức Chiến và Hoàng Đức đều đang có mặt ở trên sân. Văn Hậu, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải, Hùng Dũng, đây là Egi Maulana. Không có cơ hội phản công nhanh cho U22 Indonesia. Lúc này người đang ngồi trên sân đó là Thanh Thịnh, nhưng trận đấu vẫn đang diễn ra. Đức Chiến, như vậy là Đức Chiến đã chủ động đá bóng ra ngoài đường biên, và sự đổi người cuối cùng của U22 Việt Nam, số 6 Lê Ngọc Bảo vào sân. Ngọc Bảo vào sân để thay cho Thanh Thịnh. Như vậy là U22 Việt Nam cũng đã tận dụng tối đa 3 quyền đổi người. Rất đáng tiếc là những tiền vệ có lối chơi có khả năng ghi bàn như là Triệu Việt Hưng hay là Trọng Hùng đã không có cơ hội được ra sân. Một trận đấu và chúng ta thấy rằng U22 Việt Nam vẫn cần phải có những điều chỉnh để hoàn thiện hơn trong những trận đấu tiếp theo, đặc biệt là trận đấu cuối cùng với U22 Thái Lan. Đức Chiến, trận đấu đang trôi về những phút cuối cùng và tỷ số vẫn đang là 1-1. Quang Hải, chúng ta cũng thấy là huấn luyện viên Park Hang-seo đã biết được rằng U22 Indonesia sẽ vây rất sát với Quang Hải. Thế nên trong hiệp đấu thì ông đều có một quân bài tẩy. Nếu hiệp 1 đó là Trọng Hoàng thì hiệp đấu thứ hai này quân bài tẩy đó chính là Hùng Dũng. Đường truyền tầm thấp tiến lên, coi không vào. Rất đáng tiếc cho Hạ Đức Chinh. Vừa rồi tưởng chừng như tỷ số đã là 2-1. Chúng ta hãy cùng xem lại hai pha dứt điểm của bộ đôi tiền đạo Tiến Linh và Đức Chinh. Một cú đánh gót phải nói là rất cảm giác. Nếu như thành bàn thì đó chắc chắn là một bàn thắng cực kỳ đẹp mắt của Hà Đức Chinh. Bàn thắng đến rất gần rồi. Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu, Quang Hải, cơ hội dành cho U22 Việt Nam. Hà Đức Chinh, rất đáng tiếc cho Hà Đức Chinh. Pha qua người đã không thành công.
Phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu và sẽ có 3 phút cộng thêm. Chúng ta hãy cùng hy vọng điều kỳ diệu đến với hàng công của U22 Việt Nam trong 3 phút này. Thêm một đường chuyền. Hoàng Đức, cú đá từ xa. Tuyệt vời! Quá tuyệt vời! Đó là Hoàng Đức. Những giờ cuối cùng. Tỷ số là 2-1 tuyệt vời. Một cú đá phải nói là mang tính đột biến quá cao. Và như vậy là Nadio đã lần thứ hai phải vào lưới nhặt bóng. Bàn thắng quý hơn vàng của Hoàng Đức. Và chúng ta đã ngược dòng. Hoàng Đức ngày hôm nay với những gì mà cầu thủ áo số 14 của U22 Việt Nam đã thể hiện, anh xứng đáng có được bàn thắng quyết định này. Bàn thắng tuyệt vời. Chúng ta một lần nữa được xem lại siêu phẩm của Hoàng Đức. Đủ không gian và thời gian để thực hiện một cú Nada Bắc vào lưới khung thành của Nadio. Những sự kiên nhẫn, sự bình tĩnh và quyết tâm của cao trò Luyện Văn Hàng Giờ đã mang về bàn thắng 2-1. Một màn ngược dòng rất tuyệt vời của các cầu thủ áo đỏ. Đó là những gì mà người hâm mộ U22 Việt Nam đang rất mong chờ ở thời điểm này. Chúng ta đã có những thời khắc bùng nổ trong hiệp 2. Nhưng điều mà chúng ta thấy là gì? Đó chính là một lối chơi rất đỉnh đạt và điềm tĩnh của các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Họ không hề tỏ ra nôn nóng hay vội vàng cho đến tận những giây phút cuối cùng. Và sự kiên nhẫn, sự kiên định đó đã được tưởng thưởng bằng một bàn thắng phải nói là siêu phẩm của Hoàng Đức. Tiến Linh, cơ hội cho Tiến Linh, cơ hội, cơ hội. Tiến Linh là một lần một cơ hội qua đáng tiếc. Chúng ta cũng thấy sự tiếc nuối của Tiến Linh. Bàn thắng đã đến rất gần rồi. Chỉ tiếc là một pha đặt lòng có phần hơi vội vàng của Tiến Linh. Những giây cuối cùng cần phải giữ vững tỷ số này. Thêm một cơ hội phản công. Phải nói là những giây phút rất bùng nổ của U22 Việt Nam. Và đây là một pha xử lý bình tĩnh cần thiết của Bùi Tiến Dũng. Chúng ta hãy cùng xem lại cơ hội này, pha càng lướt rất tốt của Tiến Linh. Mọi thứ đều hoàn hảo trừ pha đặt lòng cuối cùng. Nếu như thành bàn đó chắc chắn là bàn thắng để kết thúc trận đấu này. Hạ Đức Chinh. Quả đá phạt dành cho U22 Việt Nam. Rõ ràng ở thời điểm này các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã thấm nhuần tư tưởng của vị chiến lược gia Hàn Quốc. Đó là trong bất kỳ hoàn cảnh nào họ cũng cần giữ được sự bình tĩnh, một sự điềm đạm trong lối chơi. Ở thời điểm này đúng là chúng ta đang có rất nhiều những cá nhân nổi bật. Và tiếng còi của trọng tài ông Majed Mohamed đã vang lên. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng cuối cùng U22 Việt Nam đã ngược dòng thành công. Hai bàn thắng của Thành Trung và đặc biệt là Hoàng Đức ở trong hiệp đấu thứ hai đã mang về chiến thắng cho U22 Việt Nam. Và đây cũng là trận thắng thứ 3 liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại SEA Games lần thứ 30 này.